Dạ vâng, em xin mến chào quý anh chị của quý nhà đầu tư nhé. Và hôm nay em hỏi tiếp tục đi săn cho quý anh chị chúng ta được một sản phẩm, một lô đất nền là một lô góc hai mặt tiền đường quý anh chị nhé. Và nó cách cái trục đường quốc lộ 14A như thế này, nó chỉ khoảng 300m thôi quý anh chị nhé. Lô đất của chúng ta là phun đất ở toàn bộ, có địa chỉ tại xã Gia Ròng, huyện Chư Bứ, tỉnh Gia Lai quý anh chị nhé. Lô đất của chúng ta nằm ngay sau trung tâm hành chính, ủy ban cũng như là công an, trường học quý anh chị nhé. Ngay đằng sau luôn quý anh chị, cách quốc lộ 14A, tuyến xe chạy Bắc Nam như thế này, chỉ có 300m thôi quý anh chị nhé. Và em cũng xin giới thiệu các hướng đi cũng như là vị trí tiện ích của sản phẩm lô đất này. Theo hướng này thì quý anh chị chúng ta di chuyển lên đến trung tâm của huyện Chư Sê, bán kính là khoảng 8 km, và di chuyển ra đến trung tâm của thành phố Pleiku rơi vào khoảng 50 km, và di chuyển ra các tỉnh phía Bắc quý anh chị nhé. Quý anh chị chúng ta di chuyển theo hướng này. Còn theo hướng ngược lại thì quý anh chị chúng ta di chuyển về trung tâm của thị trấn Nhân Hòa, huyện Chư Bứ, tỉnh Gia Lai quý anh chị nhé. Đó, bán kính là khoảng 10 km quý anh chị, và di chuyển ra các tỉnh phía Nam theo cái trục đường như thế này. Quý anh chị có thể nhìn thấy đầy đủ mọi tiện ích, quán cà phê, điện nước, tiệm thuốc, đầy đủ tiện ích quý anh chị nhé. Đó, đây là tuyến xe chạy Bắc Nam. Còn cái lô đất hôm nay em giới thiệu cho quý anh chị thì nó sẽ theo vào một con đường liên xã quý anh chị nhé, nó bám trục đường liên xã. Thì bây giờ xin mời quý anh chị chúng ta theo chân em sẽ vào quay chi tiết hơn, cụ thể hơn về sản phẩm lô đất này cho quý anh chị chúng ta cùng nắm bắt nhé. Là một lô góc như thế này quý anh chị nhé, bám mặt đường liên xã là 30m, và mặt đường thôn này là được 23m quý anh chị nhé, và phun đất ở luôn quý anh chị nhé, phun thổ cư mặt đường liên xã quý anh chị. Và đặc biệt nhất là nó nằm ngay song ủy ban, và quý anh chị chúng ta di chuyển thẳng ra đây chỉ khoảng 2 đến 300m là quý anh chị chúng ta di chuyển ra đến quốc lộ 14A. Ở đây thì có đầy đủ mọi tiện ích để quý anh chị chúng ta mua về thì chúng ta có thể làm một cái biệt thự nhà vườn này, hoặc là chúng ta mua đầu tư lô này cũng rất là đẹp quý anh chị nhé. Phun đất ở ngay đằng sau ủy ban, và đường này thì là đường thông ô bàn cờ hết này quý anh chị này. Đây thì sẽ có trường mẫu giáo này, ủy ban này, trạm xá này, đồn công an này. Đó, thẳng hướng này là đồn công an đấy quý chị này. Đấy, ủy ban đây, trường mẫu giáo đây. Đó, tất cả mọi tiện ích luôn quý anh chị nhé. Với mức giá bán thì em cũng xin công bố luôn, với mức giá bán là 1 tỷ 050 triệu cho toàn bộ sản phẩm lô đất này. Thế đất rất là đẹp, thế đất cao hơn đường quý anh chị nhé. Mặt này là được 23m quý anh chị nhé. Mặt đường cũng khá là to, mặt đường nhựa. Còn mặt đường này là mặt đường liên xã. Đấy, đường là đường thông, đi vào đây là khu dân cư cũng như là trường học trong này quý anh chị này, trường học cấp 1, cấp 2. Đấy, hướng này cũng là ra đến quốc lộ luôn. Đấy, còn đây là cái trục chính này, đây là trục đường liên xã này. Đấy, đứng đây là nhìn ra đến quốc lộ này quý anh chị này. Đó, xe cộ chạy cũng rất là đông quý anh chị nhé. Một sản phẩm quý anh chị chúng ta mua về chúng ta làm cái nhà vườn nghỉ dưỡng ở đây thì rất là đẹp, đường to, rộng, thông thoáng quý anh chị nhé. Đường này là hai ô tô tải né nhau thoải mái luôn quý anh chị. Lô góc rất là đẹp quý anh chị. 30m mặt đường liên xã này. Có đằng sau thì nó sẽ có là 21m quý anh chị nhé. Đó. Lô góc hai mặt tiền, quý anh chị chúng ta quan tâm thì hãy nhanh tay liên hệ cho em, để em sẽ gửi đầy đủ sổ và vị trí để quý anh chị chúng ta cùng tham khảo nhé. Và bây giờ xin mời quý anh chị chúng ta theo dõi trên phần màn hình flycam, và em Hòa sẽ kẻ ranh giới cho quý anh chị chúng ta cùng nắm bắt rõ hơn cũng như là tiện ích và khu dân cư quý anh chị nhé.